Mình trở lại đây chiếc nữa cả nhà ơi. Hôm bữa mình lại đây mình đánh nguyên một ổ cá tra quá xá rồi. Nè trở lại đây coi đó, mình dọn dọn cái lỗ nè. Thấy đây còn cá mình lại đây mình đánh. Mấy chỗ kia không có cá đi lòng vòng không có. Đó, nay mình cũng dẫn đi của mình lên nè. Mấy bạn kia đi mần rồi. Nó vẫn là con mé 700 cái. Đó, cái lỗ đó đó trống trống đó mình cũng mới dọn lại đó. Cũng thả dương mới thính rồi, cũng thức ăn cũng như mấy hôm trước thôi. Thôi để mình xuống cần coi. Lúc nè cá cha con thôi thả đi. Lôi trời ơi lại là cá chắc con thì thả thôi. Lúc nữa nè cá cha. Cha thì bắt luôn. Cá này to. Lúc này nè em nữa thôi thả đi béo quá. Đây nè cá cha. Lúc đây nè dậy. Cá cha. Nhấp gô phi. Sớm giờ mới gặp em gô phi. Đó. Nhấp phao nè. Nhấp phao. Cá cha vô. Cá cha này nữa gì đây. Wow, cá dảnh.
quá ngon, hình dung dẫn to. Cái rảnh nè, nãy giờ ghía hai cục mồi rồi. Mày hả bự? Cá chà. Ôi giời, đẩy xuống đã lôi lúc phao liền. Ôi cá chim ngon nha. Đây được em cá chim đây, giờ này được em cá chim quá to đây, quá đã. Mày chạy đâu, mày chạy đâu, mày giật mấy phát rồi. Gỗ phi hết hộp, gỗ phi lai. Gỗ phi lai quá khá to. Nhịp nè, nhịp nè. Ôi ôi ôi, con gì bự lắm. Con gì đây? Cá chim. Đây, được em cá chim quá ngon đây. To đùng luôn, quá đã. Để xuống cái nó lồi. Cá cha tiếp tục. Nó gì giặt dữ vậy. Cá chà. Nó lên được em cá chà vô. Rồi.
tiếp tục lại là cá tra dồn. Ôi ơi, thả xuống á, thả xuống hả? Dứt liền. Chực hờ đâu sẵn á, anh cha. Cha làm khô các bạn ơi. Ngon. Mày hả bự? Con gì á? Đó. Con mé. Thôi để mình xử lý coi. Đây, thành quả đây, được nhiêu đây? Trời ơi, ngon quá. Đủ thứ cá hết. Chim, cá cha.